Xin chào các bạn. Đà Lạt mùa này rất đẹp nên hôm nay mình và gia đình cùng lên Đà Lạt để đi du lịch. Thì chặng đường nó rất dài nên clip của mình nó cũng hơi dài nên các bạn kiên nhẫn để theo dõi hết clip nhé. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách là đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chia sẻ cho mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Lên trên đó người ta đi chụp hình, còn hôm nay ngồi trên xe có cái ma gì đâu. Mắc tài. Hello. Hai vé đâu? Hello. Tại là mình đang dừng ở đường bên đường để mua một vài quả sầu riêng ăn cho nó thích các bạn. Cái này mấy ký ơi? Cái này là một cái là căn 7 ký á. 7 ký á? Dạ. Qua căn rồi. Cái này qua căn. Bán lẻ rất là khó cho nên là người ta hả bán lẻ lại. Cái đó là nó thiệt chứ. Cái này có phải rơi không? Đồ rơi đúng không? Đúng. Đi nhà mới có đồ thiệt quá cỡ đây chứ mua làm gì có dụng quá cỡ vậy. À. Sao vậy? Nhà đâu? Trong đâu? Trong cái trong cái chỗ. Ăn chứ. Đây đây đây, bữa về em mua lấy chục. Ừ, đúng rồi. Khó để mua làm quà là tuyệt vời luôn á. Rất khó để làm thịt cái trái sầu riêng này, phải huy động đến 2 người các bạn. À, dùng hết sức bình sinh mà hoài quả chưa. Kinh nhục. Khó khăn. Không ra được, đây. Ồ trời. Đấy, 2 người. 2 người luôn. Dùng hết sức mạnh để. Đây là
sầu riêng anh có cảm thấy gì không anh? Sầu riêng mới rồng ăn ngon hơn. Ăn ngon. Ngon. Các bạn nhìn thấy có vỏ dại không các bạn? Đây là bữa cơm đạm bạc của hai mẹ con này. Các con ăn cơm, bạn ăn mì con. Hả? Bé đang mới ăn. Có sầu riêng, cà phê, cơm gà. Anh đâu mà. Chú đưa lên truyền hình nhá. Ăn rất là ngon. Ngon con. Chúc bé ngon miệng nhé. Đây là hình trang phẩm. Hiện tại là mình đang đi trong Lâm Đồng. Trước mắt các bạn là nhà nuôi yến. Nhà nuôi yến các bạn. Áng mây đang ở trên đỉnh núi các bạn. Trên đây thời tiết rất là mát mẻ. Bây giờ là 12 giờ trưa. Chúng tôi đang đổ xăng để tiếp tục cuộc hành trình leo núi, trèo đèo vượt suối các bạn. Xe dừng lại để đổ xăng, tiếp tục cuộc hành trình dài. Chi nhánh Phúc Sơn 2, địa chỉ tổ dân phố 4, thị trấn Đạm Pari, huyện Đa Oai, tỉnh Lâm Đồng. Hiện tại là đang đi trên đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng các bạn. Đã vào sâu trong đèo rồi. Con đường nó lại tiếp tục ngoằn ngoèo quanh co giống như con rắn đập tại rồi. quanh co tưởng rằng nó đắt như vậy á. Cái ngọn núi cao và những cái áng mây nó lại phủ trên đầu. Ngọn núi cao và những áng mây che phủ ở thế này rất là tuyệt vời. Nó giống như con bò nó liếm cái đông rơm dần dần mất những tảng mây. Mình gửi đến các bạn những cái hình ảnh tuyệt đẹp này. Ở thành phố thì không có thanh tồn, còn mùa nắng là nó hơi mùa nắng thì nó cũng tốt xanh luôn, hơi hẹo. Mùa mưa thì hơi ít lá. Đầu mùa mưa thì thấy cây xanh xanh to. Chiếc xe đang nối đuôi nhau chậm chậm đi vào, tiến sâu vào trong lòng núi. Giống như những đội quân mà đang đi hành quân vậy.
bây giờ là chúng ta đang đi ngang qua tượng đài chiến thắng nhà Bảo Lộc các bạn. Thông cao vi vu chót vót hoặc hai bên đường. Đi đâu chỉ có thấy thông nữa. Đặc trưng của Đà Lạt gì đó các bạn có biết không? Xinh mát mẻ. Đấy. Bây giờ mình giơ tay ra ngoài mà nó mát cực kỳ luôn. Các bạn có biết nó giống như cái gì không? Nó giống như là một cái núi khổng lồ.
rất là mát mẻ. Đây các bạn ơi, về đây à? Đi thẳng á. Chào mừng Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển. Mẹ nhắc lại cái mặt rình đi. Hiện tại mọi người đang rất là phấn khích vì chúng ta đã vào đến lòng thành phố Đà Lạt rồi. Không khí rất mát mẻ. Sự mệt mỏi của cái chặng hành trình dài là như là biến mất rồi. Thay vào đó là rất là vui vẻ và vui mừng. Đấy, chúng ta vào đến thành phố Đà Lạt là không khí mát mẻ nó xua tan đi cái sự mệt mỏi các bạn. Chúng tôi đặt một phòng tại khách sạn Phượng Hồng, nhưng thật đáng tiếc là không còn phòng nên chúng tôi lại phải tiếp tục đi và kiếm phòng khác. Ở đây nó mát mẻ thì giống như kiểu là chỗ nào cũng là nhà ấy nha. Em cho xin cái cục sạc. Bây giờ mình đang có mặt tại nhà hàng Thanh Thủy hay Hồ Xuân Hương các bạn. Và đây là các thành viên trong gia đình đang dừng chân nghỉ ngơi. Ôi dồi ôi, xem bộ Phương có vẻ rất là đói á. Lấy xôi lấy dầu ra là sụp liền. Hồ Xuân Hương. Và đây có bà Vũ Thị Hương. Xuân Hương đây rồi. Xuân Hương. Xuân Hương, Hồ Xuân Hương ơi, chúng ta gặp nhau rồi. Hơi nắng.
Hello, xin chào cả nhà. Mình vừa mới tắm xong tại khách sạn. Và hiện tại là mình đi ra ngoài để ngắm hoàng hôn ở Đà Lạt các bạn. Nhiệt độ bây giờ rất là mát, mát lạnh luôn các bạn. Tắm xong rồi mặc áo mà không thể gài kia luôn. Đây các bạn, ngắm hoàng hôn Đà Lạt. Lâu lâu lên Đà Lạt để đi du lịch thì cái sự thay đổi không khí nó cũng rất là đột ngột và mình chưa có thích nghi được. Bây giờ thì còn mát là thế, nhưng đêm có lẽ là nó sẽ rất là lạnh. Hoàng hôn Đà Lạt. Mình sẽ tiếp tục review những địa điểm khác cho các bạn xem.